bếp nữa rồi. Mến chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Và ở đây người dân hôm nay là ngày những ngày giữa tháng 4 như thế này là những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Khmer. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là hình ảnh các rung ca sư và kể cả ông Lục Tào hoặc là bà Bóng đang diễu hành trên đường này để chúc phúc cho gia đình cũng như là mang lại sự may mắn cho gia đình. Và để hiểu rõ thêm thì một tí xíu nữa đây Bùi Hồ sẽ nhờ các cô chú ở trong cái đoàn này như thế này chia sẻ cho cô bác quý anh chị về những cái tục lệ như thế này, có ý nghĩa của những thành tựu, những cái gương mặt quỷ như thế này là như thế nào nha mọi người. Coi ta đặt hảo đặt thời gian đặt đặt gì đó. À người ta cúng dường gạo với lại tiền. À và làm cái gì đó. Dạ. Và sẽ ban chúc phúc cho tất cả các nhà cũng như là xua đuổi tà ma đi. Thì nhà sẽ cúng lại cho chùa, cho đoàn như thế này gồm có gạo, tiền và nha. Mình thấy ở đây là có hai cái bát gạo và tiền, đó là những cái vật phẩm mà gửi lại cho chùa vào những ngày cuối năm như thế này nhằm cầu chúc sự may mắn đó. Tiền thì để bên đây mọi người, còn gạo thì sẽ đổ vào đây để gom những cái đống gạo vào chùa, còn tiền thì để cho cái việc mà xây chùa. Bây giờ tiếp tục hành trình. Anh đi như thế này anh có mệt không? Mệt không? Đuối đi mệt không? Đuối là mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt không? Ở Đồng Tháp? Ở Đồng Tháp? À. Này giống như ông Tà vậy ha chứ anh. Ông Lục Tà. Ông Lục Tà. Ông Lục Tà là thường là kêu ông Bụp. Ông Bụp. Ông Bụp ở đây thì ông Lục Tà. Ông Lục Tà hai
nó kêu hai cái phong tục, là một tục cũng lục tà cũng được, là ông bục cũng được. Thì tùy thôi. Cái này là tay nãy có ông lục tà. Cái đó tay nãy. Tay nãy này thì đựng gì ta? Cái này dạng như người ta cung tới hiến gì đó này kia, rồi đó là theo là cống hiến của người ta. Người ta đặt gì thì mình cũng dạng mình lấy cái đó. Thì khi mà ông lục tà đi xin gạo thì chị nhảy sao? Đây là một hình ảnh tái hiện một cái buổi lễ của các thành viên của bếp mọi người. Cái trống đúng không? Bé ở đây biểu diễn hình ảnh rất là hài hước luôn đúng không? Cái đứa bé mang một cái mặt nạ hình ảnh một cái rất là ghê rợn đang hút hút này. Đây là hình ảnh của một tàn người. Cái thần này là như cái thần là từ như mà chằng gì đó, ông lục tà là dạng như cái ông thần vậy đó. Ông thần là dạng như mà mình dạng mà thu nhập cái bội thu hoặc là buôn bán này kia mà vô á, là mình thì dạng bụi tà ba cái tà ba cái trong thí dụ như mình nói cái trong nhà cửa có cái gì mà nó dướng gì đó. Ông lục tà là dạng như đuổi tà ma đó. Ông lục tà là một vị thần, xua đuổi tà ma và mang may mắn cho gia chủ. Còn cái hình ảnh các đứa bé này gọi là gì vậy? Cái này là dạng chư dâm này á, là nó mang cái ý nghĩa là cũng như là lính của ông lục tà hay kia, là cũng như nhà ông lục tà ấy, là nó phụ xua đuổi giống như lính của ông lục tà, cũng như là xua đuổi là một mớ phần nói vậy đó. Hình ảnh của đứa bé nãy em thấy là mang một cái mặt nạ có một cái điếu thuốc là như thế nào? Nó là cái mặt nạ nó có điếu thuốc á, nó có ý nghĩa dạng như mà vừa đuổi tà ma xong là vừa cũng như là trong gia đình như tà ma nó đi ra khỏi cái trong nhà của người dân thì kia, rồi thành ra cũng mừng vui vẻ này đó, rồi một điếu thuốc hút một điếu thuốc thì nó có ý nghĩa điếu thuốc cũng như là nói thôi. Về phía xe kia thì có thêm hai cái hình nộm nữa, xem từ đây hội chú luôn. Đó là một cái người cưỡi ngựa và một cái hình cô gái đó là ý nghĩa gì vậy chú? Cô gái đó là đi theo lục tà cũng như là như bà bóng. Bà bóng thường còn gọi như BD. Nhưng có cái bà bóng này á, chúa đuổi xong là bà cũng là vui vẻ, bà cũng có một vị thần, bà cũng vị thần nữa ha, là nhưng mà dạng như bà là đi xong bà cũng là dạng như mà vui hoặc là cái hoàn thiện cái trong gia đình này ra kia là thì cũng như là góp phần một người một ý chút vậy đó. Rồi bây giờ thì đoàn đã nhập lại rồi. Cảm ơn.